Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động vì quả nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản ATH, phiên bản đặc biệt. Chiếc xe được sản xuất năm 2023, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và nhé, đẹp như mới luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng mới mua về, chúng tôi còn chưa có dọn dẹp gì cả các bạn ạ. Cam kết với quý vị các bạn là nguyên bản hết, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent phiên bản ATH 2023 siêu lướt này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent 2023 siêu lướt này của bạn nhé. Phiên bản này là phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất rồi, phiên bản ATH của bạn ạ, rất là đẹp luôn. Nguyên zin. Đấy, chiếc xe này thì full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Form 2023 này là form mới rồi, rất đẹp luôn bạn nhé. Sơn zin của xe còn rất là nhiều, dàn lốp theo xe còn zin đây các bạn nè. Đấy, dàn lốp theo xe còn nguyên bản này. Rất dày luôn quý vị các bạn nhé. Cả dàn lốp theo xe còn zin. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 3 vạn km thôi. Đấy. Chiếc xe được sản xuất năm 2023, cái date lốp 2022. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi mới lấy về cho nên là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì đâu. Cơ bản là nó rất đẹp rồi, chiếc xe này thì chỉ có rửa đi để bán thôi các bạn nhá. Đấy, và bây giờ là cho quý vị và bạn xem về phần nội thất này. Toàn bộ táp bi cánh cửa này, keo chỉ nguyên zin hết luôn bạn nhá. Toàn bộ từ táp bi đấy đến táp lô, vô lăng cần số rất đẹp luôn bạn này. Phiên bản này là phiên bản ATH, phiên bản đặc biệt luôn bạn nhá. Cửa nóc này, nội thất ghế da đầy đủ rồi này. Đấy, đây là cái tem của nhà sản xuất đây. Chiếc xe được sản xuất năm 2023 này. Đấy, rất đẹp luôn. Đồng hồ công tơ mét đây, tôi sẽ bật lên cho các bạn xem. Đồng hồ công tơ mét là lăn bánh hơn 3 vạn km bạn nhá. Cam kết là đồng hồ chuẩn luôn rồi này. Đấy, và màn hình này, đã có màn hình camera hành trình đủ hết rồi. Một chiếc xe rất đẹp luôn bạn nhá. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng luôn bạn xem này. Đấy, toàn là bảo dưỡng tại hãng luôn quý vị các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ cho quý vị các bạn xem này, nội thất này, táp bi cánh cửa phía sau, từ keo chỉ này, táp bi đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất đằng sau này thì rất là mới luôn nè. Đấy, những cái này còn chưa bóc ni lông, chưa dùng đến này. Đằng sau này là gần như không có người ngồi cho nên là chưa dùng đến dây an toàn này. Sàn này rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Cốp sau đấy, mời quý vị các bạn cùng xem. Cái cốp sau này cũng còn nguyên zin luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm va gì cả đâu, tất cả là nguyên zin. Đấy, nguyên zin hết luôn các bạn này. Ốc này nguyên luôn. Đấy, và đằng sau này cũng đã được lót thảm 5D các bạn nhé. Lót thảm 5D luôn này. Phủ táp lô này, bọc vô lăng này. Đấy, nội thất đằng sau này, nỉ rất là mới luôn quý vị các bạn này. Phần nỉ này, lốp sơ cua cũng còn rất mới này. Đấy, lốp sơ cua rất mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe siêu lướt, có thể nói là rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn này. Táp bi này, toàn bộ từ keo chỉ này đến táp bi các thứ này đều rất là mới. Nội thất này, chỉ trần cũng rất đẹp luôn các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi mới lấy về, còn chưa có dọn dẹp gì đâu. Nhưng chiếc xe này thì không phải dọn dẹp gì đâu các bạn nhé. Đấy, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, phiên bản đặc biệt, phiên bản ATH thì đều có bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Đấy, toàn bộ những cái táp bi này đều rất đẹp luôn này. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Nỉ trần này, vô lăng, cần số tay phanh này đều rất đẹp. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 3 vạn thôi, cho nên là đều rất đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất đẹp luôn này. Cốp này. Đấy, bản ATH là phiên bản đầy đủ rồi các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái nắp capo này ra cho quý vị và các bạn xem về cái phần
động cơ của chiếc xe. Động cơ của chiếc xe Hyundai Accent 2023 siêu lướt các bạn nhé. Đấy, máy rất mới luôn các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Accent 2023 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.4 lít. Đấy, và 4 máy các bạn này. Tất cả là còn nguyên zin, không những nó còn nguyên zin và nó còn như mới này các bạn này. Ốc nguyên zin, đấy, tất cả là nguyên hết luôn mà nhé. Từ ốc cabo này, đến keo chỉ cabo này, đều như mới luôn các bạn nhé. Đấy, đến những cái tấm nỉ ở trên cabo này, cũng đều rất là mới này. Ốc cabo này, đều mới luôn các bạn nhé. Ốc tai này, đều rất mới luôn này, tất cả đều rất mới. Những cái hộp cầu chì này, còn chưa bóc ni lông, đấy. Những cái nút nhựa này từ ở cái mặt đầu này cũng còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là tất cả là nguyên zin, không có bị tai nạn, không có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Accent sản xuất năm 2023 siêu lướt hơn 3 vạn km. Đấy, và phiên bản đặc biệt chúng tôi cam kết với quý vị bạn là tất cả là còn nguyên zin. Chúng tôi đang bán với giá là 498 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Và nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Accent 2023 phiên bản đặc biệt siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Và chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ garage chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Accent 2023 siêu lướt này các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.